chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Mission TV. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với một cái series cho Miss Fun nha. Một con sâu bất ổn. Và một chú sâu đầu vuông. Đó là một pha quay xe đẳng cấp đầu tiên. Tiếp tục là một pha lụm chảo. Vâng, các bạn có thấy chuyện gì vừa xảy ra không ạ? Đó là một pha quay xe hụt. Oh yes, áo trắng với chúng tôi. Thanh niên quay xe khá nhanh thưa các bạn. Tuy nhiên thì em ấy không thể làm mà thoát khỏi lưỡi hái tử thần của mình. Con sâu đầu vuông với cặp răng sắc bén. What the hell man? Chạy đi đâu cho hết nắng bây giờ? Tiếp tục là một pha quay xe. Liên tiếp là những pha quay xe đẳng cấp. Các bạn đang xem video thì cho mình xin một like và một subscribe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và một con sâu đã bị bùa vây. Nó là một con sâu cowboy. Một con sâu cowboy mũ phật. Thanh niên như cá làm trên thớt. Một cú xiết cực mạnh cho em ý. Tiếp tục là một cú đơm. Một pha tạt đầu đẳng cấp. Miss Vân của chúng ta đã lên được top 8 server. Pha này thì lại hết lương chấm rồi. Nhiệm vụ của chúng ta là sẽ đưa bạn Miss Vân lên top 1 server. Vâng, đây là một pha bao vây kẹp. What the hell man? What the hell man? Nguy hiểm quá. Mèo nguy hiểm với chúng tôi. Một chú mèo cute phô mai que. Mèo cute phô mai que của chúng ta đã toang rồi. What the hell man?
Đó là một bông hoa di động. Vòng mít vân của chúng ta đã lên được top 2 server thưa các bạn. Tiếp tục là một pha bè lái đi vào lòng đất. Một con sâu siêu to khổng lồ của nhà bà Tân Vlog. Vâng, và ngay lập tức con sâu của chúng ta đã lên được top 1 server. Nhiệm vụ top 1 của chúng ta đã hoàn thành thưa các bạn. Đó là một pha quay xe khét lẹt. What the hell man? Những con sâu sát thủ đang tập trung ở đây. Bên cạnh chúng ta là một con heo béo. Lưỡi hái tử thần với chúng tôi. Pha này thì mình lại luộc thịt nó. Một chú sâu lưỡi hái tử thần tím dịm hoàng hôn. Một pha đối đầu giữa con sâu tí hon và top 1 server. Rất nguy hiểm thưa các bạn. Bên cạnh chúng ta là một con sâu vàng chanh. Thanh niên đang liên tiếp thực hiện những pha tốc biến. Và ngay sau đó thì em ý đã bay màu. Wow, một con sâu rất to. Một thanh niên siêu to khổng lồ. Chiến lợi phẩm là rất nhiều thưa các bạn. Cơ hội để chúng ta gia tăng điểm số. What the hell man? Rất nguy hiểm. Một cung đường rất khó nhưng con sâu của chúng ta đã vượt qua. Nguy hiểm quá. Tí toàn cho pha quay xe vừa rồi. Đó là một pha quay xe bất ổn.
Lụm chào mày hà bưởi. Những chú sâu sát thủ đang tập trung ở đây. Nó đang tìm cách đối đầu với chiến thần sâu của mình. Con sâu của chúng ta là rất to rồi. Một cái xác siêu to và dài. Nguy hiểm quá. Đó là một pha bẻ lái chỉ ra mày chọn cái các bạn. Vòng cua là quá lớn cho một pha quay xe như vừa rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và xin gặp lại các bạn ở một video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.